Hi, xin mến chào quý cô chú, anh chị và vị các bạn. Hiện tại là gia đình nhỏ tụi em đang có mặt ở đây là ngã ba An Bình, thuộc Long Hồ, Vĩnh Long. Thì chỗ gia đình nhỏ tụi em đang đứng là ngay một cái chỗ này rất là đặc biệt. Rất là nhiều những cái khu du lịch bà con đồ được đặt trước cái ngã ba này. Thì hôm nay mình sẽ đi một vài điểm ha, tham quan cái du lịch ở đây trước tình hình lễ 30 tháng 4 với 1 tháng 5 xem như thế nào. Thì ở phía trước trên đây người ta có để là khu du lịch Vinh Sang nè, rồi vườn trái cây bé Sáu nè, rồi có chôm chôm đang chín gỗ, rồi qua cầu ha, liên lạc đồ. Giờ đi Vinh Sang trước ha. Giờ mình sẽ đi Vinh Sang. Còn ở đây thì vườn sinh thái An Bình nè. Nhà dừa Coco Home là đi hướng ngược lại đó, là 3 cây rưỡi số. Rồi đi thôi. Rồi giờ mình sẽ đi thôi nào. Quá trời người đi luôn kìa, mấy bạn trẻ đi kìa. Wow, đi thôi, đi ơi. Giờ mình sẽ dẫn đường cho mọi người luôn ha, chỉ đường luôn ha. Quay tiếp. Ok. Rồi. Dạ rồi, thì giờ tụi em đi thẳng hoài thì tới chợ An Bình với tôi cố anh chị. Là mình đi đường nào nè anh Theo? Trước mình ra các bạn, bạn chỉ dẫn kìa. Đi thẳng vô 1 km nữa. Rồi. Chắc các bạn trẻ cũng đang đi du lịch nè. Qua cầu rẽ phải vào vườn trái cây. Chắc bé Sáu nữa quá. Không biết nữa. Hồi nãy thì qua cầu rẽ trái là bé Sáu, giờ qua cầu rẽ phải thì bé Sáu tiếp. Rồi đi thôi. Dạ. Được kia hả? Lộn rồi. Đi được. Đi được nhưng mà lộ cũ giờ có lộ mới nha quý cô chú. Sài Gòn trước. Rồi đi nha. Giờ mình sẽ đi cái khu cái đường của ủy ban xã đó, đường ủy ban xã với trường học An Bình. Tới đó mình sẽ quay tiếp ha. Ok. Ok. Dạ rồi thì mình đi thẳng hoài sẽ đụng một cái ngã ba như quý cô chú anh chị, giờ mình sẽ rẽ phải nha. Rẽ qua hướng hai con chó thôi. Hướng đi thẳng đó, có đường đang chở chú tí nó đang chở đi luôn không chị? Rồi đúng rồi đó, chú đó đang chở nguyên phái đoàn này đi Vinh Sang chơi luôn nè. Wow. Mình sẽ đi nếu mà có quẹo gì thì phải cập trực tiếp đây ha. Về ba. Rồi mình đi hẳn hoài mình sẽ đụng mé sông nha quý cô chú anh chị. Thì ở đây là mình nhìn qua bên kia là thấy toàn cảnh ở bên phường chính ở bên đó luôn á, rất là đẹp. Thì dài đây thì có những cái xe ghe neo đậu nè. Ủa có cái cầu còn trước là cầu Mỹ Thuận phải không ba? Đúng rồi. Ở trước đó là cầu Mỹ Thuận nè, xin tới đây nghe đó. Đó, thấy cầu Mỹ Thuận gần ghê luôn ha. Đã chưa? Nè, dưới cái bằng là đúng không? Đúng rồi. Tới đây mới thấy rõ rồi. Đẹp quá. Định tới rồi. Tới chưa? Vậy ở trước thấy người ta văng ra. Tới luôn rồi. Quay luôn. Bên đây thì ta là những cái ca ao nuôi cá. Ồ, người ta đang cho cá ăn kìa. Wow. Ôi, ăn một lần một ghe luôn, thấy ghê không? Cá dồ bay. Thì cá dột quá. Giờ mình sẽ xem cảnh người ta cho cá ăn nha. Người ta để trên một cái chiếc chẹt ha. Mấy người ta buộc dây hai đầu, người ta lôi đi vậy á. Ôi, ăn lần. Một lần cái tống thức ăn á. Đã xịu à. Rồi, giờ làm cái đường mới quá dễ đi luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình ở bên Phàn, bên Phàn An Bình qua là chạy tới đầu tiên đụng cái chùa Tiên Châu, quẹo bên mé tay phải chạy xíu là có cái ngã ba cái đường mới mở á, quẹo bên tay trái thì hẳn hoài luôn là tới khu du lịch Tinh Sang luôn á. Quá đã luôn. Còn đi cái đường như tụi em thì nó hơi lòng vòng một tí, là tụi em ở bên Đồng Phú ra đúng rồi. Đường Phú qua thì đi đường với mọi chiếc đường, hoặc là mẹ qua kia đi cũng được. Thì cái đường thẳng họ
hồi thấy hai con chó nãy em mới quay á là chạy thẳng hoài luôn. Quá đã luôn. Giờ mua vé. Dạ. Ai biết. 1.000 đồng rồi đấy. Thằng đi thì sao ta? Đi miễn phí. Mua vé anh đấy. Vé đi. Giờ mang dép cho đi đi. Chị ơi giá vé à, đi hai người với em bé đó chị. Em bé đó có tính vé không? Dạ không, bé con bé đó chị chưa tính vé không? Dạ. 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 Rồi chị đặt cho em biển số xe ạ. À 64B2 45676. Dạ. Cái vé này là mình được đi tham quan hết khu Kim Sang luôn hay sao chị? Dạ đúng rồi chị, mình có hai giờ vé, vé thứ nhất là 50.000 như này là chỉ đi vào cổng tham quan thôi, nó không bao gồm dịch vụ. Dịch vụ thì mình có thể là mua riêng tại ngoài hoặc là mua combo chị. Dạ. Một cái combo vậy là 99.000 một người thì mình được giảm vé vào cổng ạ. Thì trong combo đó thì có trò chơi như là có tô xấu, được cỏ, là dịch hồ bơi và bà ba. À, combo thì nó tiện hơn rất nhiều so với. Dạ nếu mà nếu như là combo là 99.000 là vào cổng miễn phí đúng không chị? À mà em trong này có hồ bơi rồi có cái gì ta? Có hồ bơi em thấy em đập dạ, trên mạng á. Hồ bơi trong nhà chị. Dạ cái đó có chính trong combo này chưa? Nó đã bao gồm ở trong combo mình rồi. Rồi cái gì ta? Rồi coi tham quan vườn thú rồi là có hết luôn đúng không chị? Nói chung mua cái này là mình đi hết luôn được đúng không? Tham gia tất cả các trò chơi luôn. Dạ nó không thôi chị. Chơi được trò chơi là câu cá sấu, chuột đỏ, đạp dịch, hồ bơi thôi. Còn cái trò mà cưỡi đà điểu, xe điện cực và bóng nước nó riêng cho chị. À. Để thôi để mình lấy cái vé combo đi. À. Rồi vậy cho em hai cái vé combo đi. Cái này là à, với lại cho em hỏi cái khu du lịch mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Dạ, mở cửa từ 7 giờ tới 5 rưỡi chiều chị. Dạ. Mà ngày lễ Tết có tăng giá gì không? Dạ không, giá vé vẫn vậy, không tăng không giảm đâu chị. Dạ. Anh ơi đeo tay cái. Anh ơi. Đeo vô tay hả? Đúng rồi, giống như chị chơi đầm sen vậy á. Trời đây. Rồi. Xe. Xe này mình để xe trong đó hả? À, dạ tôi đợi một xíu ạ. Rồi rồi. Chị rất thương quá. Em gửi tiền thôi ạ. À. Còn cái riêng cho bộ đồ bà ba của mình á, mình đến khu vực củ kem bên trong để mình nhận giúp em á. Bên trong có anh nhân viên ạ. À. Dạ rồi. Anh di chuyển xe khu vực bên trong ở phía xa anh về ạ. À. Rồi cảm ơn. Đi lên xe đi, lên xe. Lên xe chạy xe vô chổng. Lấy em 5 vé công ba, 5 vé rồi. Lên xe đi, lên xe. Lên xe này béo. Không ơi, đi bộ vô cũng được đó. Đi bộ nè, đi, đi. Đi. Cha đi cha bỏ mình nè kìa. Đi nha. Mẹ đi nha. Đây là phía quang cảnh ở bên ngoài của khu Vinh Sang. Ở bên kia là cái máy chắc để chụp cỏ quá. Xã thì gửi xe rồi. Ông xã, cầm máy nè. Ông xã cầm máy đi. Rồi ok, đẹp quá ha. Ừ, đẹp quá ha. Ở đó chắc mấy cái máy đi chụp cỏ quá. Ừ, đúng rồi đó. Em đi vào cất đồ cái. Đi đi. Ông xã giữ bé nha. Ok. Quá đẹp luôn quý cô chú anh chị. Lâu lắm rồi mới đi quay qua cái khu du lịch Vinh Sang này chơi lại nè. Hồi xưa nhớ đi cái đường cũ ở cổng nằm ra ngoài kia. Trên đây thì là những cái trong trống bay ha. Quay rất là đẹp. Bên đây có mấy cái xích đu cho trẻ con nó chơi nè. Đi. Trên đây là xe trượt cỏ. Nhìn nhớ cái xe con bé nhiều ha. Ừ. Ơi, cho béo lên đi chơi ha. Trời ơi, chơi dữ vậy ta. Người ta đưa vậy nè. Chứ không phải là chạy ngựa đâu. Dữ. Rồi, cho đang đi. Ở đây có một cái ghế xích đu nữa nè. Ồ, mát mẻ quá chừng luôn.
Trên đây có những cái tán cây ha, che rất là mát luôn. Rồi cho đi coi, hai mẹ con cứ chơi không hả đi. Ok, giờ mình sẽ đi vào trong. Phía trước này là có mấy cái tủ nước nè. Bên đây bán quà lưu niệm. Quẹo đây ha. Đây là sân trượt cỏ nha quý cô chú anh chị, đường để lên sân trượt cỏ nè. Rất là nhiều màu sắc ha. Trước này cũng có một chỗ để check in được nè. Nơi tình yêu bắt đầu. Sẽ đi lên trên đây ha. Rất là mát mẻ luôn. Ở cái dốc này thì nó hơi chuỗi xuống một tí á, mình phải đi cẩn thận nha. Đó, đây là những xe trượt cỏ ha. Mình ngồi ở đây cái mình trượt dưới kia. Cái bãi sân này cũng khá là rộng á. Còn bên kia là cái gì nữa kìa. Vô cái sân nữa. Rất là mát mẻ. Rồi. Ngay chính giữa mấy cây này thì có một cái xích đu nữa nè. Quá độc đáo luôn. Ở đây người ta trồng những cái cây dừa, cây xanh ha, rất là mát. Trước này có một chiếc xe lôi. Em là tất cả. Rất là độc đáo. À, đặc biệt nhà hôm nay một đà điểu sốt me, hai ốc luộc hàm, ba bồ câu gan. Ơi cho con béo mặt đi, anh không mặc đâu. À, các món ăn đây quý cô chú anh chị, đặc biệt là có 7 món đó. Lẩu gà chín sang, ở đây có một cái hồ đạp vịt đạp ngỗng nè. Ao sâu là 1m8. Ok, giờ mình sẽ vô đây xem nhận áo bà ba nha. Có chứng minh mới nhận được hả? Ừ. Cho em một cái chứng minh luôn. À, ở đây mình nhận một cái áo thì người ta vạch số 1 của mình. Ở đây có 5 cái số ha. Chơi nào quẹt cái đó là chơi rồi là không được. Không được chơi nữa phải không? Giờ thì bà con đi thay đồ. Đi thay đồ đi.
Bên đây có giá phòng nghỉ nè, nghỉ đêm là 350.000 đồng trên 2 người trên một đêm. Kiếp người ta đi, ta nhỏ hơn đó. Nghỉ trưa là 200.000 đồng 2 người. Phụ thu 100.000 đồng trên 1 người, trả phòng trước 12 giờ trưa. Cho hơi đồ vào ba là 40.000 đồng. Được. Giờ để em phụ xả hơi đồ cho béo cái nha quý cô chú anh chị. Giờ rồi thì béo béo mặc đồ vào ba xong rồi nè quý cô chú anh chị. Nhìn mắc cười quá à. Xíu mình sẽ xem béo gần lại nha. Giờ mình sẽ đi công an một vòng. À. Phía trước này thì người ta có để một cái chỉ dẫn ha, đường hai lúa nè. Cái hôm quan hết ngoài đây cái mình hãy vô hôm quan dần bên kia. À, phía trước này là một cái đường để xuống ghe thuyền nữa, nếu mà quý cô chú nào có đi ghe thuyền thì sẽ cập bến ở phía trước này đó. Đây là bên hông các phòng nghỉ ha, khách sạn á. Khu du lịch Bến Thành Vinh Sang à. Ừ. À, ở đây là cái bảng lưu ý. À, còn bảng giá đạp dịch nè, chèo xuồng, bơi thuyền nhúng ha là 40.000 đồng trên một vé là hai khách. Đó. À. Dưới đây người ta đang đạp dịch nè, vui quá hết trơn. Ôi đạp quá trời đạp luôn. Ôi nước nó văng lên kìa, đã chưa. Rồi đó thì có một cái cây cầu bắc ngang nữa ha. Ủa, đạp quá trời đạo luôn kìa quý cô chú anh chị. Vui ha. Nè, ở đây có mấy cái xuồng nè, mấy cái hao bơi nè quý cô chú anh chị. Nếu mình muốn bơi này mình kêu người ta chắc sẽ đem xuống cho mình bơi ha. Có áo phao rồi nữa nè. Ồ, mấy con cò đậu đó quá nhiều luôn ha. Chim cò đậu đậu bên bển rất là nhiều luôn á. Những cái đốm trắng trắng là những con cò ở đậu đó quý cô chú anh chị. Con chim quay lại đi, quay lại mấy con chim chứ. Đây, bà xã với béo mặc áo bà ba rồi nè. Ê, kéo cái áo nó xuống kìa.
đi coi chim nè. Đi coi đường nào vậy? Đi coi đường này. Ok, béo. Vòng qua đây nè béo. Mát mẻ quá ha. Ở đây có con cá sấu nè béo. Bỏ con bé vô cái miệng cá sấu đi. Có con cá sấu đó, nó đang hả miệng đây nè. Ồ, ghê ha. Quá to luôn. Chào. Lên lưng đi, lên lưng cãi đi. Con này con giả cãi được nha. Con thiệt đi. Đừng cãi. Ở đây có một cái tôm giống như nhà sàn vậy đó. Có lý à. Ở đây có trâu nữa nè. À, những cái nhà gì chắc là người ta làm hồi Tết đó ha. Chúc mừng năm mới anh Khang Thịnh Vượng nè. Ơi à, khu động vật ha. À bên đây là khu hồ bơi trong nhà. Wow. Đây là hồ bơi trong nhà nè quý cô chú anh chị. Cũng vừa vừa ha, không có to lắm. Thì sẽ đi qua khu động vật tham quan bên đó. Ở đây có một cái bụi tre nè. Cái bên bụi tre là những cái bông hoa người ta tạo nên đó. Khu du lịch Kim Sang. Phía trước này có nguyên phái đoàn mặc đồ bà ba rồi nè. Phía trước này là có những cái núi người ta tạo nên nè. Nhìn cũng khá là ấn tượng. Đây phía trước này là khu bảo tồn một số loại động vật ở bên đây. Sẽ qua xem coi có những cái loại động vật gì nha. Ồ, nhím. Bên trong đây là những con nhím ha. Giờ nó rút vô trong đây hết trơn rồi. Chỉ thấy những cái lông của nó thôi. Trắng trắng thôi. Nhím này chắc nó nhát người lắm á. Gì nhảy ra béo. Con gì kìa, chắc hỏi con gì kìa. Con gì béo con gì à, ở đây là mấy con khỉ. Khỉ đuôi lợn. Khỉ đuôi lợn hả? À. Nhím đuôi ngắn. Ồ. Đây là con khỉ đuôi lợn nè. Hello, xin chào bạn khỉ. Ê, ê, ê. Chết chưa? Mấy bạn khỉ đây hung dữ lắm á. Thôi đi thôi, cắt con tay hết trơn rồi. Ừ. Nãy giờ chọc bạn mà không có nắng được, vui lắm. Ừ. Ồ, bên đây là khỉ đuôi sư tử. Khỉ đuôi sư tử. Nè anh, cái con này mới giữ nè anh. Con này con gì vậy? Khỉ nè. Anh thấy khỉ không? Khỉ này dữ dằn lắm á. Con cồn. Đây, nó ổn luôn á. Ê. Khỉ đi già. Bên đây là chích cồn.
đặc điểm chích cồ trước mắt và xung quanh mắt trắng phớt xám, đỉnh đầu và hai bên đầu xám hẩm. Đây chích cồ đây. Nó kêu tích tích. Bên đây là bồng bồng. Bồng bồng là cái gì trời? À, bồng bồng là tựa tựa như con vịt sim không ơi. Nè, nó nhỏ xíu à. Cái mỏ nó như mỏ vịt vậy đó. Đi tiếp nè. Bên đây là quá quen thuộc rồi, ai cũng biết trơn rồi. Bồ câu. Ở đây là có một cây cầu nhỏ bắt ngang qua nè. Chắc để chơi xe đạp đồ á. Đi cầu dây, đi cầu khỉ, đạp xe qua cầu, không xô đẩy, chèo kéo lẫn nhau, những quy định ở đây ha. Ồ, bên đây thì có một cái con bồ câu Nhật nè, cái lông của nó ha, dài tới dưới chân luôn. Màu trắng rất đẹp. Bên đây là chim vạc. À, đây là con chim vạc ha. Nó đang nhìn xa xăm. Kế bên đây là vệt lưỡi, vệt xám. Trời ơi, trên đầu nó có mấy cọng lông mọc xuống rất là dài. Con này cũng khá là to, lông nó rất là mượt ha. Bên đây là Già đẩy da van. Đây con già đẩy da van nè. Ồ, đặc điểm cái mỏ nó rất là cứng ha. Và dài luôn. Con này chắc thức ăn của nó là cá đó. Cũng khá là nhiều động vật trong đây ha. Bên đây là cái gì? Giang sen. Đó. Con này đứng như người ta đứng vậy đó. Nó đang đứng nè, quay mặt vô trong. Con này khá là cao. Bên đây là nhím. Nhím này không có cái chỗ cư ngụ, nó nằm ở ngoài đây luôn, nó đang ngủ. Nói chuyện nó giật mình. Ngủ tiếp đi nhím. Kế bên đây là con cần đước. Wow, con này sẽ giống cái con quạt nãy quá ta. Là con cần đước nha quý cô chú anh chị. Có cái cả con rùa nữa nè. Dưới đây là mấy con rùa đang ngóc đầu cái nhìn nè. Có gì cho ăn đâu mà nhìn. Cần đước xuất xứ là rừng U Minh Hượng Cà Mau. Bên này có mấy cái chuồng bị bỏ trống. Wow, ở trên những cái tảng cây này là có rất là nhiều con cò. Cò trắng không à. Khu vực này rất là hôi.
mấy con cò nó ị á, hồi quá. Bên đây có một cái con đường à, đây là cầu tre. Khu vực phía trước đây là người ta gào lại rồi, nguyên một cái khu vườn cho cò rồi nó ở bên đây nè, cò đen cò trắng quá trời luôn. Có người tới thì nó bay. Quá trời nhiều. Cảnh quan thiên nhiên rồi ha. Cò rồi nó ở quá chừng, nó làm tổ trên đây nữa nè. Có hai những cái cây, những cái lá đâu về nó làm tổ trên đây. Rồi hai mẹ con nãy giờ đi vòng vòng tới đó rồi hả? Hay quá vậy. Ồ, có dưa hấu để ăn nữa, vui vậy. À, ăn dưa hấu bằng tượng đá. Bên đó có gì xem không? Để anh đi tham quan luôn. Ê, hai mẹ con cứ đi vòng vòng gặp dịch để chơi thoải mái đi nha. Hai mẹ con có trò chơi cứ chơi thoải mái đi. Ôi, ở đây có cây mít trái quá chừng luôn nè. Ở khu vực này là người ta trồng nguyên một cái hàng cao ha. Bên này là những cái gian hàng bán đồ ăn hay gì, không thấy ai bán hết. Phía trước thì có những cái miếng dưa hấu rất là to à, béo chắc nãy mới hàng dưa hấu ở đây ha. Ồ, đây người ta trồng những cái bụi tre rất là mát mẻ luôn. Đi đâu vậy béo? Ăn dưa hấu nữa hả? À, xa xa đây là những cái nhà bè người ta nuôi cá ngoài đây hả quý cô chú anh chị? Từ đây mình đứng mình có thể thấy được cầu Mỹ Thuận luôn. Ở đây người ta trồng hoa màu gà nè, màu đỏ với màu tím rất là đẹp. Chỗ này có một địa điểm check-in khá đẹp nè, giống như ngai vàng ha. Những bức tranh vậy á, rất là nhìn cổ kính.
khu vực này bị sạt lở nè, người ta lấy dây ta rào ơi ha. Nhà hàng Chê Xanh, bên đây là nhà hàng Chê Xanh ha. Đây có thịt đơn nè, cá sấu, thịt bò, bản giá là tầm khoảng 200.000 trở lại. Ở đây là sân vườn gà điểu, xa xa trong đây là có mấy gà điểu ha. Đây ngóc cái đầu nó nhìn đó, phải chỉ dẫn ha, đường Bác Ba Phi, đường cá sấu. Đường Bác Ba Phi là sao? Thì dài bên đây là những cái chòi ha, cái tôm cặp mé sông, đập mé lá rất là mát mẻ luôn. Cái gì vui? Ok, bà xã đang kêu em qua bển xem có cái gì vui lắm quý cô chú anh chị. Câu cá sấu 10.000 đồng trên một vé, lưỡi đà điểu là 30.000 đồng trên một vé. Đâu rồi em, đâu rồi câu cá sấu hả? Ôi mấy con cá sấu nó đang há họng kìa, ghê quá, nó đợi mồi á. Câu bằng mồi gì vậy? Lá phổi ha. Rồi xong rồi, nó ăn rồi. Mới bà lớn rồi, mắc cỡ rồi. Quay về cái châu, cái châu đúng không? Hả? Giờ cái châu hồi nay mốt là phải lên YouTube đồ. Ồ cái xấu nè. Cái ghê quá. Em chưa có câu đó cưng. Sao vậy? Tại vì chưa ai chém mấy con. Chém mấy con. Mỗi người là được câu mấy lần? Cơm gì vậy? Thôi chú coi vậy chú. Kênh chú là Khám Phá Vĩnh Long. Rồi tao biết rồi. Ôi bên đây cũng có đó hả? Câu cá sấu và câu cá sấu. Ôi cá sấu bự ghê luôn á. Nhấp nhấp nó đi. Nhấp nhữ đó. Để ngay cái lỗ mũi cho nó hửi trời. Để ngay lỗ mũi để vậy đó, nó nhảy lên cho. Đó, đó, đó rồi á. Hay hay hay. Ê, ba bốn con nó đang bò lại cái canh cục mồi kìa nha. Nhiều lắm. Ê, dữ. Ba bốn con nó đang lại. Ghê, ghê quá. Ổn quá đi. Ăn còn đó. Ờ. Anh Châu ơi, cầm sao? Chút đi. Để rồi coi mấy cậu em này câu chơi. Rồi học ghê hả? Mấy con cá sấu này nó đang hả họng chờ mồi sẵn nè. Ớn quá ha. Ừ. Bên này nó đá không, bên này nó đá cái dữ. À, bên nào? Ừ, tại vì bên đây ăn giết quen hay vậy á. Bự quá ha. Dạ trời, nó có một cái. Ôi, mấy con này bự bự không? Quá trời còn luôn rồi. Ừ. Đủ quá, còn trời. Trời đất ơi. Trời vậy sao nó ăn được? Rồi. Nó luôn. Á luôn.
cái này mình buộc lại á, mấy ấy người ta buộc cũng nhẹ à, để cho cái sống ăn á, mình buộc lại cứng nhắc luôn. Dính này, dính này, câu lại. Ủa rồi giờ ai câu ai? Ừ. Ai có con quỷ này nè. Cửa đà điểu hả? Anh thấy con đà điểu chưa? Anh đứng trong chuồng á. Thấy rồi. Ồ mấy đứa em nhỏ này chơi full thì chơi chơi luôn hết ta. Dữ dằn ha. Vô 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 mấy đứa. Nè đưa mấy cái con mà cái miệng ở dưới á. Đó nó chuẩn bị rồi đó nghe. Quá trời nó bu ra đây nè. Em tưởng tượng là nếu nó chết vậy nó đứng riêng một chỗ thấy không? Ừ. Chết chết rồi. Nè, ừ, có tới đâu ăn. Ừ. Có chảnh lắm á chứ đừng để cao cao không có đâu. Ừ. Ừ. Ý, 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 ý. Wow. Con kia con thiệt đúng không? Ừ, con thiệt không á. Vậy hả trời. Rồi, mất tiêu một bòi luôn. Nó lại xẹt dữ vậy. Trời ơi, làm tao hết hồn bây giờ. Đây, để anh đi ra tay ơi. Em cầm đi em. Rồi, đây đây. Anh buông á nha. Rồi. Ở bên này đi anh yêu ơi. Rồi cho cục mồi xuống đây. Em đứng bên này em quay qua. Chạy kìa. Chưa. Con này nè anh, mấy con cái đầu dưới đất á anh. Hai con đó nè anh. Nhỏ nhả xuống thôi, nó chảnh lắm á. Đúng rồi. Giả bộ để thấp thấp xuống đi. Giả bộ, đó, giả bộ để thấp thấp xuống đi. Nó quay qua nó lậm, nó phập bây giờ nè. Nè, đó đi mấy em. Xích xuống một chút. Để coi nó làm sao nha. Trời nó nặng. Nó lòi đi mất luôn. Ơi đó cục mồi. Ê trời cục mồi còn đó kìa. Nó thèm ăn luôn á. Ủa đồ ghê vậy. Ừ. Hồi hộp quá à. Kìa tới cả trà điểu hay gì kìa. Vậy là mình đi mất hai lượt rồi nha quý cô chú anh chị. Chưa em còn chưa nữa, em để anh quất cho em mới được. Chạy đi. Trời cũng không có hết đâu.
Đây cái là đĩa nè. À cái này mua riêng. À không, không có ha, không có thấy ai kể cho đó. Đi tham quan vòng nữa đi. Dính gì? Dính hả? Trời đi bơi đi. Có coi, chắc không hơi sâu á. Để anh tham quan vòng qua đây nha. Hai mẹ con đi bơi đi. Anh thôi, để anh cho bé bơi luôn. Vậy hả? Giờ mấy tâm quá trời nghèo luôn. À, không mấy có ai vô ngồi hết trơn á. Tình hình là đi lấy đây như là ngõ cụt hay gì quá quý cô chú anh chị. Đúng vậy, tới đây là ngõ cụt rồi nha. Đường sẽ hoành lại thôi. Ở đây người ta đang làm cái dù bên lưng là đẻo nè, nghĩ sao ai có cởi thì cởi ha. Con là đẻo khá là cao á. Đây mấy bạn mặc áo màu ba chuẩn bị câu cá sấu. Nó mổ ra là chết, né nó mới được. Nhảy đi cũng khá là lẹ ha. Rồi, đây, ở đây hoài với bạn. Tụi cá sấu hơn thì nó mới cắm được mình chứ. Con kia hơn con kia, con trong kia to. Con được đi. Con này con cái.
nó đang ăn nè quý cô chú anh chị. Tà đẻo thì nó chỉ có hai ngón thôi. Nó ăn vô cái cổ nó bị hồng xuống. Thì chút nó mới nhỏng cổ rồi nó đốt xuống. Đó, nó nhỏng cổ nó đốt xuống á. Không đi chơi nữa, ngồi đó hết trơn rồi. Hả? Giờ đây có những cái gian hàng mà bây giờ người ta bỏ hết trơn rồi nè quý cô chú anh chị. Đường che. Đường hồ lô. Bên đây có mấy cái hồ lô nè. Rất là to. Ba trái hồ lô. Cái đường nãy là mình đi rồi ha. Tôi đi ra đường này. Đường tôm ngủ không. Bị mấy con cò nó ị giết hết hết bán đường luôn rồi. Ôi, nó ị nè. Cái này phải đội nón nha, không đội nón nó ị lên đầu cái là húi cái đầu luôn. Phía trước này là cầu Tình Nhân. Cầu này cũng khá là cao. Nên là đây mình xem toàn cảnh ở đây như thế nào. À, dưới đây có hai người đang nạp dịch nha. Xem một vòng toàn cảnh.
Mình nói có một cây phượng đang ra hoa ha. Báo hiệu sắp tới mùa hè nữa rồi. Này có mấy cái vỏ bóng rồi nè, để bơm hơi cái mình vô chổng mình lăn á ha. Nhưng mà người ta giờ xì hết trơn rồi, không có ai chơi á. Mình chưa có đi hẳn, nhìn tới phía trước xem ở khu vực ở trên đó coi có gì nha. Để tới đây cái mình quẹo qua ha. Giỏng 10.000 đồng một cái giỏng. Đồ bà ba là 40.000 đồng. Xe kéo 40.000 đồng trên 30 phút. Rồi quy bơi. Rồi, khu vực bên đây là các phòng hay đồ. Nhà vệ sinh rồi ha. Đây có những cái xe điện nè, xe điện đụng. Đây chắc là nhà của người ta ở ha. Ở đây có mấy con chim gì nè. Hồng hoàng, cao cát. Đây là con hồng hoàng cao cát. À, trên cái mũi đó thì nó có rù lên ha. Giờ khu vực này có một số phòng. Hồi xưa lúc mà chưa có mở đường là khu du lịch người ta thường hay đi cổng phía trước này ha. Giờ mở đường ra rồi người ta đi đường kia nhiều hơn đường này. Bên đây có một cái tum lập lá rất là mát. Ồ, vách tường này viết rất là nhiều chữ câu chúc trên đây ha. Khu vực phía trước này khá là vắng vẻ. Đó, hồi xưa là lúc mà chưa mở đường thì mình hay thường đi cái đường này. Bây giờ mở đường ra rồi đi toàn đường kia không à. Ít người đi đường này lắm. Đây có hồ cá nè. Vậy là mình đã tham quan hết một vòng khu du lịch Tinh Sang rồi đó quý cô chú anh chị. À, chắc có lẽ đến đây thì em cũng xin phép được tạm dừng clip. À, chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết clip. Xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở clip mới nhất. Bye bye.